Hello, xin chào, xin chào mừng tất cả các anh em nghệ nhân, chào mừng tất cả những anh em có cùng đam mê sở thích và những chú trích chòe than, trích chòe lửa. Ngày đầu tiên, mình xin được gửi tới anh em tất cả những anh em nghệ nhân lời chào và lời chúc sức khỏe, chúc anh em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên lĩnh vực chim cò thì chúng ta có thể tuyển chọn được cho mình những chú chòe than chòe lửa ưng ý. Cảm ơn anh em đã quay lại với video của mình và đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Ngày hôm nay mình lên phục vụ anh em một chú trích chòe lửa. Đây là một chú trích chòe lửa thuần gốc Đắk Lông anh em nhé, gốc Đắk Lông. Và em này đã được 3 vụ lông, em nó cũng vừa mới thay xong lông vụ này, chưa hề có lửa anh em ạ. Bây giờ mới chỉ tạch thôi và thi thoảng cũng chỉ hót gió một vài câu rất là nhẹ nhàng. Đấy. Anh em có thể quan sát một em chòe lửa dáng cực đẹp, bộ xẻ, cổ cao, dáng cực đẹp anh em nhé. Em này đuôi chừng 15-16cm anh em ạ. Em này đã xong lông, cơ bản là xong lông, cái đuôi còn có thể ra được khoảng một phân nữa là cùng thôi anh em nhé. Đấy, em này là vụ thứ ba, sang vụ thứ ba, thuần sâu dế thoải mái anh em ạ, thuần sâu dế thoải mái, bộ xẻ dáng rất đẹp, chân trắng tinh, móng trắng hết anh em nhé. Và em này là em rất là màu mỏ lắm mồm. Ở các vụ trước là em nó cũng đã thể hiện gần như là hot head suốt cả ngày. Em vụ này thì cũng vừa mới xong lông, chưa xong lông hẳn. Hiện tại bây giờ thỉnh thoảng buổi sáng ngày ra thì có hot hit nhẹ một vài câu. Và cũng rất xiên tạch anh em ạ. Rất xiên tạch. Thế thì cũng đã lâu mình không lên được một em chòe lửa gọi là xong lông. Toàn là gần đây toàn là thay lông mới lại chim bắt đầu xuống lông và thay lông sắp xong thôi. Thì hôm nay mình lên cho anh em mà chú chòe lửa này. Đấy, anh em có thể quan sát nhìn nhận đánh giá với em nó, một chú chòe lửa thuần sâu dế thoải mái anh em nhé, sâu dế thoải mái. Đấy, nếu anh em mà kết thì có thể xem đánh giá kỹ với em nó. Và tới đây thì mình cũng xin được thông báo cái phí bảo tồn của em nó sẽ bay về với chủ mới với cái phí bảo tồn là 1 triệu anh em nhé, 1 triệu. Đấy, một em chòe lửa mà anh em bắt về thì chỉ việc lên lửa thôi, Em này đã xong lông và mình xin nhắc lại là em nó là gốc Đắk Lông anh em nhé, Đắk Lông. Đó. Cuối cùng là xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi video. Nếu anh em còn tiếp tục muốn tuyển lựa cho mình những chú chòe than, chòe lửa hay, chòe lửa đẹp thì hãy ấn đăng ký kênh để đón xem các video mới. Thế và nếu anh em nào mà có cái nhu cầu về những chú chòe lửa đẹp, đuôi dài, gốc Lam Cát Tiên, đuôi dài thì có thể đón xem những video mới và có thể liên hệ trực tiếp với mình thông qua số điện thoại mà mình để phía dưới tiêu đề. Cuối cùng là xin trân trọng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.